dạo này các bạn phẩm mắt chị làm áo nào là chuột, hổ, trâu thôi. Thế hôm nay chị ưu tiên làm áo các bạn tuổi rồng nhá. Các bạn tuổi rồng ít được chị làm hình in cho ha. Thế nên lần này chị chuộc lỗi làm hình in cực đẹp luôn cho nhá. Lớp 5 vào nhận áo ngay thôi. Ủa, chị sẽ chọn áo của Phan Kim Chi cho các bạn nhá. Anh ơi, anh đừng giật mình đây. Cho chị hình in lớp 5A rồi. Lớp 5A đúng không? Vâng. Ok. Đây. Ôi, đây. Xinh vậy. Hình in đẹp như này ấy, phải được 1 triệu view. Phải hơn triệu view anh ạ. Chị tự tay ép áo cho các bạn yên tâm nhá. Các bạn cứ hay dỗi nên từ giờ nhá, chị hứa sẽ chăm ép áo cho các bạn luôn. Chị chăm chỉ thế này mà các bạn không thả tim thì chị buồn lắm đấy. Tiếp theo là bước đồng gói, chị nhờ câu làm thôi nhá. Đây ạ. Đó, cảm ơn ạ. Các bạn thấy đẹp không? An tâm nhận được áo nhớ feedback cho chị nha. Áo mà không tình chị nghỉ đi tóc tóc.